Chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đến kênh Nghĩa Sĩ Cốt Vlog. Hôm nay em đi quay chiếc Sumitomo SH120 cho mọi người xem. Chiếc này chú mới lên phà rồi quay không kịp khúc lên phà. Xe thấy xe đẹp quá, quay chia sẻ cho mọi người xem. Mọi người xem nhớ đăng ký kênh, like, chia sẻ cho mình nha. SH120 A3. A3 này mấy anh em tài xế là thấy khoái lắm mà. Xe quá lẹ mọi người ơi. Nó chạy điêu liền nghe không? Ừ. Chạy quá thấy ghê trời. Chạy dữ. Phá vô cái báo mình luôn. Xe quá im mọi người ơi. Ủa xuống đây làm gì chú? Ủa làm gì mà 05 vô làm dữ vậy? Sửa phai hả? Lên mai hả? Cái này mấy mẫu thấy bự chứ hả? Mẫu máy à, bên kia đi mà vũ mà. Dạ yeah. Đây là gần làng Mai nha mọi người, rồi chú lên đây lên clip Mai nha. Để coi chú tài xế này xuống cái dốc này. Có dây điện dữ lắm. Cũng hơi khó nha mọi người. Dây điện thấp chấm à, dây điện cao nó có 1 mét mấy à. Mà xe này cao lên cả 2 mét mấy à, vậy là số hơi khó nha mọi người. Cho xe qua cái chú ơi. Qua đi em. Ủa đằng kia có con cần dài chút xíu lại mình quay cho mọi người xem. Cái này làm đùng đùng. Xe qua cái chú ơi. Chú giờ cho ống đút cái đít xuống tại vì điện nó thấp quá. Giờ chỗ dây điện lại nha mọi người. Lấy cái nón á, lấy cái nón chụp. Điện giật không chết đâu không à. Để chú đút cái đít xuống cho cái chú đất ông bợ dây điện lên nha mọi người. Mà cả chục cộng dây điện mà nó chấm nè. Lâu lâu nói chuyện cái cho ta biết. Có gì la luôn nghe. Rồi. Rồi tới luôn, tới luôn. Nguyên một nồi dây điện luôn mà dính cái cabin này. Chú quay xéo xéo đây nè cho cái nét cái cận. Quá trời dây điện. Dính dây điện nha mọi người. Dưới đây nó có cái ống nước lớn như đây nè. Rồi đâu có mà xe chở đâu. Ôi chú này vô làm cái đám này cũng lớn dữ nha mọi người. Đám này còn 3-4 mẫu á. Thank you.
Chú chú đất ông leo lên kia cần ông đỡ một nồi xi điện này qua. Đây chứ nguy hiểm nha mọi người. Mình không có chơi với điện à. Không có ông hạ xuống được chứ. Xuống vậy. Chú ông thúc cây cần vô nó thấp hơn nha mọi người. Chứ để cái cần xải ra nó hơi cao. Đó, vậy là bò tới nó rớt luôn. Quá trời khó à. Dây điện quá trời nhiều mà không chịu mấy cái cột luôn. Này mai chiều mình sẽ quay xe theo dõi chú lên clip nha mọi người. Mọi người nhớ đăng ký kênh để theo dõi nha. Bạn thấy hai lô này chắc cũng tầm 3 đến 4 mẫu á. Mọi người nhớ đăng ký kênh để theo dõi em quay mấy video tiếp sau nha mọi người. Bởi anh em tài xế là mê mấy xe mà dòng A3 lắm. Máy lạnh rồi xe nhanh lẹ. Để mình quay coi chú xuống ruộng ha. Người không thấy dây điện nè. Một nồi dây điện nha. Quay à? Làm hết đám này, hai đám này thôi chú. Kèo thơm luôn. này chú làm giờ hay làm lãnh? Mấy chiều cho con lại đây quay lên clip nha. Rồi, cảm ơn chú luôn. Rồi, mình xin kết thúc video tại đây luôn nha. Mọi người xem nhớ đăng ký kênh nha mọi người.